Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, nóng ruột sau khi 3 tháng tỏa tuyên vẫn chưa nhận được tiền, nhiều nhà đầu tư trong vụ Tân Hoàng Minh đã viết đơn đề nghị và đến trực tiếp trụ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội để được sớm thi hành án. Ngày 8 tháng 7, một lãnh đạo tri cục thi hành án dân sự Hà Nội cho biết cơ quan này đã huy động nhân sự làm việc hết công suất để có thể hoàn trả trên 8.600 tỷ đồng cho 6.630 bị hại trong vụ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, tập đoàn Tân Hoàng Minh, mục tiêu xong trước ngày 30 tháng 9. Theo lãnh đạo Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội, đây là vụ việc chưa có tiền lệ, với số lượng đương sự rất lớn, lại tập trung thời gian ngắn để nhận đơn yêu cầu và tổ chức thi hành án rất điểm. Ngay sau khi thống nhất với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội về nhận đơn yêu cầu thi hành án, từ ngày 20 tháng 5, Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội đã bố trí một tổ gồm 10 người có nhiệm vụ hướng dẫn tiếp nhận đơn. Theo đó, Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội đã nhận đơn và ra quyết định thi hành án của 5.300 nhà đầu tư, chi trả tiền cho gần 1.000 trường hợp nhận đơn từ ngày 20 tháng 5 đến 24 tháng 5. Dự kiến trong tháng 7 sẽ tiếp tục chi trả tiền cho khoảng 1.500 trường hợp nhận đơn từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6 và lần lượt chi trả các đợt tiếp theo. Vị lãnh đạo này cho biết việc chi trả tiền cho các bị hại phải tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành. Chúng tôi đã dồn sức để cố gắng hoàn thành việc chi trả tiền cho các bị hại. Trước đó, chiều hôm 4 tháng 7, do nóng ruột sau hơn 3 tháng kể từ khi tòa tuyên án, vẫn chưa nhận được lại tiền. Khoảng 30 người dân có mặt tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội qua đó cho rằng việc thi hành án chậm trễ, các nhà đầu tư đồng loạt làm đơn đề nghị và đến trực tiếp trụ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội để được sớm thi hành án. Tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo còn cần phải bồi thường toàn bộ hơn 8.600 tỷ đồng cho các bị hại. Sau sơ thẩm, ông Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ mở trong thời gian tới. Sau khi cơ quan tố tụng khởi tố vụ án, các bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả của vụ án. Do đó, riêng phần trách nhiệm dân sự, hiện cơ quan thi hành án đang tổ chức thi hành bằng việc trả lại tiền cho các nhà đầu tư đã bỏ ra để mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Theo bản án sơ thẩm, tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn nên Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn bị cáo Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân ba công ty gồm Ngôi Sao Việt, Solay và Cung điện Mùa Đông ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống không có thật giữa nội bộ các công ty nêu trên để làm phương án phát hành các gói trái phiếu lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho tập đoàn. Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối ngoài ra các bị cáo còn thông đồng với đơn vị kiểm toán hợp thức số liệu báo cáo tài chính của ba công ty phát hành đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu các bị cáo còn ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu chạy dòng tiền khống thể hiện việc công ty tân hoàng minh thanh toán mua tiền trái phiếu và dòng tiền từ ba công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu Hội đồng xét xử xác định các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư khống làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu, từ đó tạo niềm tin sử dụng pháp nhân thương hiệu công ty Tân Hoàng Minh để huy động chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỷ đồng. Trước đó ngày 21 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Sĩ Tá, sinh năm 1972, cựu vụ trưởng vụ tổng hợp Ủy ban dân tộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan một dự án ở tỉnh Quảng Ninh. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị lừa 80 tỷ đồng để điều tra bổ sung làm rõ một số nội dung. Bị hại trong vụ này là ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, người vừa nhận án 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử công bố nội dung đơn xin vắng mặt của ông Đỗ Anh Dũng. Theo đó, ông Dũng cho biết đã nhận được giấy triệu tập tới phiên tòa với tư cách là người bị hại. Ông mong hội đồng xét xử tạo điều kiện của mình để được vắng mặt vì tuổi cao, thời gian tạm giam lâu nên sức khỏe không tốt. Nội dung vụ việc đã được trình bày trong giai đoạn điều tra. Ông Dũng cũng đề nghị bị cáo tá phải hoàn trả số tiền mà ông bị thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật. Ông Dũng ủy quyền cho luật sư trình bày và cam kết tôn trọng phán quyết của tòa. Theo cáo buộc, khoảng cuối năm 2018, công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đức Anh, công ty Đức Anh có 3 cổ đông gồm bà Đinh Thị Hải Yến, chiếm 51% cổ phần ông Nguyễn Đăng Duyệt chiếm 40% cổ phần, bà Trần Thị Nhan chiếm 9% cổ phần. Công ty này là chủ đầu tư dự án đảo núi Cuống thuộc địa bàn xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh. Công ty Đức Anh muốn bán dự án trên nên nhờ ông Nguyễn Sĩ Tá tìm đối tác mua và được ông này đồng ý. Tháng 1 năm 2019, bà Đinh Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đức Anh, ký quyết định ủy quyền cho ông Tá với nội dung thay mặt công ty giao dịch với đối tác mua lại cổ phần vốn góp của các thành viên trong công ty khi đối tác đồng ý mua thì thông báo cho hội đồng quản trị để các thành viên góp vốn ký hợp đồng sang nhượng, bán toàn bộ cổ phần cho đối tác mua. Thời điểm đó do có quen biết với ông Đỗ Anh Dũng nên ông tá mang theo một quyển quy hoạch địa điểm đảng núi cuống đến công ty Tân Hoàng Minh gặp ông Dũng để giới thiệu dự án trên. Tại đây ông tá cho biết đảo núi cuống đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn. Ông tá còn giới thiệu dự án trên và công ty Đức Anh là của ông tá nói rằng mình từng là giám đốc nhà khách chính phủ nên quen biết rộng. Ngay vậy, ông Dũng đã tin tưởng, đồng ý mua và thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần công ty Đức Anh là 400 tỷ đồng. Ông tá yêu cầu đặt cọc trước 20% giá trị chuyển nhượng, tương đương 80 tỷ đồng, và đề nghị giữ bí mật việc này để ông tá đi cảm ơn các mối quen biết. Về số tiền còn lại là 320 tỷ đồng, ông tá sẽ chỉ đạo ghi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty Đức Anh. Ông Dũng đồng ý, chỉ đạo nhân viên chuẩn bị thỏa thuận đặt cọc và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần công ty Đức Anh. Tới giữa tháng 3 năm 2019, ông Dũng có làm việc với bà Yến và ông Duyệt đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Lúc này chủ tịch Tân Hoàng Minh mới biết công ty Đức Anh và dự án Đảo núi Cuống là của bà Yến, ông Duyệt. Bản thân ông tá nhận tiền đặt cọc 80 tỷ đồng của ông Dũng nhưng không thông báo, không chuyển số tiền trên cho cổ đông công ty Đức Anh nên công ty không làm thủ tục thay đổi cổ đông. Trước tình hình này, Chủ tịch Tân Hoàng Minh yêu cầu ông tá phải hoàn trả số tiền đặt cọc đã nhận. Ngày 16 tháng 3 năm 2019, ông tá trả cho ông Dũng 20 tỷ đồng, sau đó ông tá trả thêm 13 tỷ đồng qua nhiều lần, hiện tại còn chiếm giữ 47 tỷ đồng. Ông Dũng đã liên tục thông báo yêu cầu ông tá phải hoàn trả nốt số tiền còn lại, nhưng đến buổi làm việc ngày 13 tháng 12 năm 2019, ông tá vẫn tiếp tục khẳng định dự án đảo núi cuống là của ông tá, nếu dự án đó không phải của ông thì đã bị tỉnh thu hồi. Khi đó, ông Dũng thông báo với ông Tá rằng đã nhận được văn bản của tỉnh Quảng Ninh xác định đảo núi Cuống không được xây dựng du lịch như lời ông Tá nói. Lúc này, ông Tá cam kết trong vòng một tháng sẽ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm lại văn bản đồng ý cho thực hiện dự án du lịch. Tuy nhiên, ông Dũng tiếp tục đề nghị ông Tá phải hoàn trả tiền đặt cọc còn chiếm giữ. Tại phiên tòa, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đề nghị Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng có mặt trong quá trình tòa án xét xử bị cáo nguyễn sĩ tá và các luật sư của bị cáo cũng đề nghị ông dũng phải có mặt tại tòa để làm rõ một số nội dung trong vụ án trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử bị cáo tá không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố bị cáo khai bản thân chỉ là người môi giới và đã hoàn thành nhiệm vụ sau thời gian xét hỏi công khai tại tòa hội đồng xét xử nhận thấy để đảm bảo việc xét xử một cách khách quan toàn diện cần phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ một số nội dung theo hội đồng xét xử cần xem xét hành vi của bị cáo nguyễn sĩ tá đồng thời làm rõ số tiền ông Đỗ Anh Dũng chuyển cho ông tá là tiền của ông Dũng hay là của công ty Tân Hoàng Minh. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.